Bộ trưởng Quốc phòng Colombia cho biết chùm ma túy clan Usuga, kẻ có biệt danh là bố già Z5, đã bị giết chết trong cuộc đụng độ với cảnh sát. Hắn được coi là kẻ cầm đầu băng đảng tội phạm nguy hiểm nhất Colombia. Theo đó, sau nhiều tuần tìm kiếm, thì cảnh sát đã tìm thấy hắn tại một khu vực nông thôn phía tây Colombia và đã nổ súng giết chết hắn trong một cuộc đụng độ. Các nhà chức trách Colombia cho biết clan Usuga là một trong số 20 tội phạm đang bị truy nã. Trước đó, cảnh sát Colombia đã đưa ra mức thưởng trị giá 600.000 đô la Mỹ cho ai cung cấp thông tin về chùm ma túy này. Ngoài buôn bán ma túy, Clan Usuga còn là kẻ từng gây ra vụ án khiến 7 cảnh sát thiệt mạng tại bang Córdoba năm 2014 và nhiều vụ giết người nghiêm trọng khác tại khu vực này.